dọc thì nào hết 100.000 thì nghỉ nha mọi người. Cho chị sốt xíu muối á. Ăn cái này có chấm tương ớt với mayonnaise thôi. Chạm ăn liền hay là liền? Chị ăn liền để chế. Còn 36.000 mọi người ơi. Mua há cảo của anh hết luôn. Há cảo với há cảo. Dạ con không có tiền, hết tiền. Cho chị gái này trước cái đã. Ngon quá hả? 36.800 viên. 246. Tặng rồi, tặng cho con công đi bộ. Ôi, tặng nữa kìa. Vui lắm mọi người. Khoai của em xong chưa chị ơi? Đây. Một
100.000 phố ăn vặt. Mua được nhiêu đây? 100.000 phố ăn vặt Ninh Kiều. Đầy đủ các món. Xôi gà lần nào đi cũng phải ăn nè. Dầm hương cao 60.000 hay 67.000 vậy đó. Đây, cà phê hoa cao gì đó mọi người. Hoa cao hả anh? Hoa cao. Ngang ngang xóm chài cũ. Xóm chài cũ là quê của nội. Ủa mình cách Cồn Sơn xa lắm phải không? Đây là chảnh 7-8 cây. Dạ hả? Hôm có đi Cồn Sơn. Hôm có đi Cồn Sơn chơi mà không biết nó ở cái vị trí nào. Bình Thủy. Thì nếu mà đi xe thì chạy xe ghé Bình Thủy thì mình đi đò qua. Đẹp quá. Ngọc Quế.